Link xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu U17 Uzbekistan hôm nay ngày 23 tháng 6, phải thắng. Chỉ có chiến thắng trước U17 Uzbekistan mới giúp U17 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan. 19 giờ hôm nay ngày 23 tháng 6 trên sân Thammasat, Thái Lan, U17 Việt Nam, 1 điểm, gặp U17 Uzbekistan, 4 điểm, ở lượt trận cuối bảng D, vòng chung kết giải U17 châu Á với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Cục diện bảng D trước lượt trận cuối vẫn mở ra cơ hội vào tứ kết cho cả 4 đội gồm U17 Nhật Bản, 4 điểm, U17 Uzbekistan, 4 điểm, U17 Việt Nam, 1 điểm, U17 Ấn Độ, 1 điểm. Tuy nhiên dựa vào thực lực các đội, ngôi Nhật Bản khó thoát khỏi tay U17 Nhật Bản và suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U17 Việt Nam với U17 Uzbekistan. Chỉ cần hòa U17 Việt Nam là U17 Uzbekistan sẽ lấy vé đi tiếp, còn thua với bất kỳ tỷ số nào họ sẽ bị loại bởi tính đối đầu trước. Vì thế thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dồn quyết tâm chơi trận sống mái. Mục tiêu rõ ràng nhưng ban huấn luyện cũng làm tâm lý để các cầu thủ U17 Việt Nam thoải mái, nỗ lực thể hiện được hết khả năng, bởi U17 Uzbekistan cũng là đối thủ rất mạnh, được đánh giá cao hơn. U17 Việt Nam kỳ vọng vào sự chắc chắn của bộ đôi Đình Thượng và Quốc Trung ở khu vực trung tâm và cần những khoảnh khắc bùng nổ của Long Vũ, Lê Phát, Đình Triệu ở phía trên. Nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ giữ nguyên đội hình và cách chơi như trận đấu với U17 Nhật Bản nhưng sẽ tập trung hóa giải các ngôi sao bên phía U17 Uzbekistan, đặc biệt là Mijayev. Trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết châu Á giữa U17 Việt Nam với U17 Uzbekistan được trực tiếp trên FPT Play, link xem trực tiếp được để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.